công ty bảo hiểm xù tiền của đối tác. Xe bồn trộn bê tông cán xe máy, vợ chết, chồng nguy kịch. Huyện Thọ Xuân phát hiện xương khủng long hóa thành. Tìm hiểu công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở huyện Như Thanh. Sau đây là tin chi tiết. Ngày 8 tháng 12, một số người đại diện cho công ty cổ phần Hoàng Thịnh có địa chỉ tại 16 Lương Văn Yên, tiểu khu 6, thị trấn Tĩnh Gia đã treo băng rôn yêu cầu công ty bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa thanh toán tiền bảo hiểm. Trước văn phòng công ty bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa địa chỉ tại lô 36 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, một số người đại diện cho công ty cổ phần Hoàng Thịnh đã treo băng rôn có nội dung phản đối công ty bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa vi phạm hợp đồng thanh toán tiền bảo hiểm, yêu cầu công ty bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa thanh toán tiền bảo hiểm. Trước đó, công ty cổ phần Hoàng Thịnh đã mua bảo hiểm đóng tàu của công ty bảo hiểm nói trên. Đến tối ngày 16 tháng 4 năm 2014, tàu biển của công ty xảy ra sự cố, hư hỏng máy chính. Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 10, phía công ty bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa đã không có văn bản trả lời, không thanh toán tiền bảo hiểm cho sự cố của công ty cổ phần Hoàng Thịnh. Với lý do công ty nộp tiền bảo hiểm kỳ 4 chậm một ngày so với cam kết, phía công ty bảo hiểm Xuân Thành cho biết nếu phía khách hàng không đồng ý với phương án giải quyết rủi ro thì có thể khởi kiện ra tòa án để giải quyết vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ 15 phút ngày 8 tháng 12 tại địa phận cầu Tào Xuyên, thị trấn Tào Xuyên. Một nhân chứng cho biết tại thời điểm trên có một đôi vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 36R536701 lưu thông theo hướng Hoàng Hóa về thành phố Thanh Hóa. Khi hai vợ chồng này đi trên cầu Tào Xuyên thì bất ngờ có một chiếc xe chở bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát 38C04418 từ phía sau vượt lên và đâm phải. Cú va chạm mạnh đã khiến hai vợ chồng ngồi trên xe máy bị hất văng xuống đường. Sau đó người vợ không may đã bị bồn cán qua người và tử vong tại chỗ. Người chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân của vụ tai nạn trên đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Một người dân ở xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân khi mua đá về làm nhà thì bất ngờ phát hiện bộ xương lạ đã hóa thạch. Theo anh Trịnh Duy Huynh, ngụ tại thôn 2, xã Thọ Trường, vào cuối năm 2010, gia đình anh đã mua 10 xe đá to để làm móng nhà, thì bất ngờ phát hiện trong đống đá hỗn độn có hai mảnh màu trắng, rất cứng và có hình thù kỳ lạ. Sau đó anh mang đi cọ rửa thì hình thù của bộ xương đã dần hiện ra. Bộ xương hóa thạch gồm một hàm răng dưới vẫn còn nguyên vẹn, nặng khoảng 6 kg, chiều dài 40 cm, rộng 30 cm và có một khoảng xương mang tai giống hình cánh quạt, đường kính 35 cm. Theo bạn bè trong giới đồ cổ của anh phỏng đoán, bộ xương này thuộc họ khủng long ăn thịt, ước tính có niên đại khoảng 14 triệu năm trước, nặng khoảng 7 tấn và dài 12 m. Đã có nhiều người sưu tầm cổ vật đến hỏi mua, thậm chí có người đưa ra giá 1,5 tỷ đồng để sở hữu chúng, nhưng anh Huynh vẫn không đồng ý bán. Hiện anh Huynh đang làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu và mong muốn các chuyên gia vào cuộc thẩm định niên đại của bộ xương này. Hội thi đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ nhân dân 11 thôn trong xã. Mọi người đều tích cực chuẩn bị cho các phần của hội thi tìm hiểu về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Có lẽ được đầu tư công phu và kỹ lưỡng nhất là làm báo tường. Với các tiêu đề, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, chuyện làng sau lũy tre xanh, không đói không nghèo là hạnh phúc của mọi nhà, dòng thời gian, vân vân. Báo tường của các đội đã minh họa bằng những hình ảnh, những câu chuyện, bài thơ thể hiện đời sống trước đây và hiện nay của bà con trong thôn, những mô hình phát triển kinh tế, cách thoát nghèo hiệu quả. Qua cái dịp hội thi này thì tôi thấy, cảm nhận thấy là từ cán bộ cho đến người dân, những người mà được bên thôn mời tham gia cuộc thi này rất là hào hứng, đặc biệt là trong cái việc là làm tiểu phẩm và vẽ báo tường. Bởi vì là tôi cảm nhận thấy là cách đây là mấy năm về trước thì là thôn đang nhiều cái bí về cái công tác kinh tế cũng như là xã hội vân vân, là nhiều hộ nghèo. Nhưng mà từ khi mà thôn là đã tiếp nhận được cái chính sách, cái chủ trương của cấp trên đưa về cái việc là đầu tư, nhà nước đầu tư cho là vật nuôi này, rồi là tiền, rồi là cây trồng vân vân, thì qua một quá trình là mấy năm nay thì tôi thấy là Xuân Hưng đã phát triển lên được rất là nhiều.
Qua cái hội thi mà giảm nghèo bền vững, dự án PRPP được tổ chức triển khai tại Ủy ban Nhân dân xã Xuân Khang, thì người dân chúng tôi cảm nhận thế này, đây là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước được đưa đến tận người dân được hưởng thụ những cái mà lâu nay đúng là chưa được hưởng. Thế thì cũng từ đó, tức là nhân dân rồi cán bộ cố gắng động viên nhau, cố gắng vươn lên cùng thoát nghèo. Ở phần thi kiến thức giảm nghèo, 11 đội thi bốc thăm trả lời câu hỏi về chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo nghị quyết 80 của Chính phủ, các giải pháp để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo quyết định số 1489 của Thủ tướng Chính phủ, các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo trong nghị quyết 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, những thông tin cơ bản về dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP. Đặc biệt, ở phần thi kiến thức, các đội thi đã liên hệ thực tế những chính sách giảm nghèo mà thôn, xã và bản thân các thí sinh đã được thụ hưởng trong thời gian qua. Năng khiếu là phần thi được đông đảo khán giả đón chờ và cổ vũ nhiệt tình nhất. Với những tiểu phẩm, bài hát múa được các đội chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, các tiểu phẩm đều xoay quanh những câu chuyện gần gũi với người dân như vấn đề rượu chè không chịu làm ăn, không muốn ra khỏi hộ nghèo, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, sự giúp đỡ hỗ trợ của dự án giảm nghèo PRPP. Qua cái hội thi này để giúp bà con tinh thần tuyên truyền để bà con mới thấy qua hội thi để thấy được những cái việc mà chúng ta đang làm hiện nay để nhằm mục đích là làm công tác giảm nghèo theo nghị quyết 09 của tỉnh ủy giảm nghèo nhanh và bền vững đối với xã Mần Núi. Thì đối với Xuân Khang thì đang thực hiện trong cái dự án giảm nghèo PRPP và tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân để thực hiện cái dự án chủ trương của Đảng và Nhà nước để thực hiện một cái đạt thoát nghèo nhanh mà phải đảm bảo để mình. Với sự giúp đỡ của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Giảm Nghèo PRPP, xã Xuân Khang là đơn vị đầu tiên xây dựng tổ chức được hội thi tìm hiểu về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Qua hội thi, không chỉ là một cách truyền thông hiệu quả, mà còn giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong xóa đói giảm nghèo. Hội thi như thế này rất cần được nhân rộng ở các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.